rồi. Xuống ra. Gác này là lúc này là cả nhóm mình đã gáp hoàn thành cái động cơ Isuzu 95 của Trung Quốc nè các bạn. À, hoàn thành thì chắc này chắc khoảng hơn 5 giờ phải không chị? Coi coi, coi cho nó chắc ăn phải không? 5 giờ rưỡi hả? Thì là làm cái máy cắt này là đậu tạm ở nhà của anh Năm, chị Năm nè. Chị Năm nè, rồi anh Năm. Anh hồi nãy giờ chứng kiến cái cảnh mà gáp cái động cơ này nè, thời gian cũng lâu, anh thấy sao? Cũng êm hả? Ừ. Chưa chạy mà biết êm luôn rồi đó. Nhưng mà nó cũng khá chắc chả phải không? Nó tại vì nó không êm xuôi nên nó cũng trục chặt một số vấn đề đó. Mình ra làm nó hơi chậm. Nhưng mà cũng tranh thủ là cho nó nổ trước buổi tối. À, thì mấy thằng đệ chắc là nó câu bình rồi. Ở đây mình cái động cơ mình nổ ban đêm mà có ảnh hưởng tới làng xóm mình không chị? Như cỡ tối chút kìa. Còn nói về còn sớm này vậy vậy? Vậy là không sao phải không? Nhặt ra là không sao phải không? Rồi. Nó cho sát nhà chị Năm mà chị Năm chứ không la thôi, ai la. Phải không? À, giờ thì để nó đang câu cái bình vô. Dạ, cái này là bác cắt dĩ. Quan trọng là cái bình này nó còn điện hay không nữa chứ. Sáng giờ không sạc nữa không? Dịnh mà còn phải thổi qua nữa. Bây giờ dựng lên xả dầu bọt. Phúc dịnh dầu phải không? Dựng lên xả dầu bọt coi. Rồi đây đây ghét luôn hả gì? Điện cái rồi. Rồi ok. Đây. Tranh thủ lắm đó nha, đây thì chạy một cái là không thấy đường nổ máy luôn đó. Giờ có dầu chưa? Mà mình thấy nhiễu dầu là nhiễu nước hay nhiễu dầu? Nhiễu nước hả? Kệ đi. Nổ đi. Còn cái vấn đề mà cái cánh này tưa tải là do cái kết nước này nè, nó nhảy gì nè. Thấy không? Dạ. Nó mới tưa tải cái này dựng ơi. Nửa ba lên kiếm cái bát nè, bắt chồng đây. Bắt vô đây. Rồi chạy như cái gô ghĩa luôn chạy này nè. Cái này là góp gió nè. Nó sụp cái đầu máy đó. Ừ. Sụp cái ốc nền. Nước không. Ốc nền là mình mới chấm ra mình bắt vô đó phải không? Dạ. Ok. Trời ơi nè các bạn. Trời ơi. Chắc sách ra kiệm nó về luôn quá. Chưa lại âm viết vô đi đi. Để kiệm bấm. Lấy kìa bớt thay cái một rồi. Sao nó làm gì vậy? Rút dầu này ra nè, mà rút không được. Rút ra làm chi? Sao? Cho nó lấy bơm dầu qua bên đây nè. À, đang thổi qua ha. Rồi, ôi. Rồi. Rồi. Rồi 24 luôn hay là 18 chưa về 12 chứ cái cốc đề này không gà là đề quen phải không? Em bấm thì khỏi xong bét. Mà máy này. Máy này bét đầu xong. Rồi. Nó cứ vô nó còn nặng hơn không gà nữa đó. Xả dầu vô. Xả dầu vô. Xả dầu ra. Lấy cái đứa 10 đâu. 224. Để 24 đi. Cái đứa 10 của anh gì á? Đứa 10 là đứa 10 rồi. 10 anh Tú. Không bây giờ mình xả dầu thì mình kéo 12 thử coi nó làm sao. Để hồi mình chữa bên kia mình kéo 24. Ok, thử coi nó nổi không? Nhưng mà kéo rồi 24 cái nó cái cốc đệ nó muốn nám hết rồi, cái 12 chưa chắc nổi. Rồi ơi. Sáu anh làm cái cạch cái nè, giờ mà các bạn máu nè. Bình thường là có máu là ăn tiền. Cái lụm rồi đó. Chưa qua chứ nó. Thổi cái phút. Tinh thần không dở nó chảy ngồi đùi luôn mà thổi gì. Đó. Này là xả dầu bọt nè. Cơm về tối
cái vấn đề mà xả dầu bọt hay gì thì mấy anh máy cắt máy kéo này là quá gành, nhiều khi còn gành hơn thợ nữa. Thợ còn xả dầu bọt ít hơn nữa. Đó. Thì kiểm tra lại một vòng coi dự dựng có dư có ốc dên nào ngoài không dựng. Không có nước lại được không? Có chị, có nước trong lớp rồi. Cái này cũng có ba con. Sao xả nước khô luôn rồi. Sao xả chi vậy bạn? Xả nước khô gan rồi. Nước khô cho bên kia nó hết chảy chưa? Ừ, biết chừng nào thôi châm nước vô chạy đi rồi bắt đầu mới xả từ từ mới được. Bây giờ để cái xả dầu đi, ai châm châm ai xả dầu, xả dầu nó chưa chạy mà nó hình như là không ăn ăn không ăn mát thì phải chưa ăn xíu trứng vô. Nước ở dưới còn chưa nhét vô kìa. Nhét coi trong được. Nó cùng rồi bạn ơi. Rồi. Trời ơi, cái đề nè, ghê gớm không? Không nổi rồi bạn ơi, 24 đi. Rồi mới sửa đó. Sửa sửa cho anh kéo 24 nó đen cho ba cái lam ta trên rồi. 12 nó đâu có hiệu quả nữa. Có lên ga chưa? Máy ốc xả dầu sao? Con một à. Con một ha. Rồi con thì sáng con nhưng mà hai con phải xả hai con nha. Tôi vừa dính dầu vừa lên ga luôn nè. Chăm vô nó cho lên đời vô là đạt. Quá thúi không lên luôn. Quá thúi không lên. Quá thúi lúa lúa nó không lên. Rồi. Đây là cái. Đó. Đó. Bắn ra. Cái dầu có nữa không? Cái dầu có nữa không? Sao cái nữa đi sao rồi? Phúc dở cái chai dầu cao cao lên. Rồi xích chưa? Vàng dữ ra. Cho cái đó cho chạy xuống. Rồi. Nhớ nha, đó giờ có xả ốc đó không? Đang ốc dầu bên kia lại. Rồi đất giờ sáu xả còn ốc kia cái nữa. Nút kia cho đây. Được chưa? Máy hàng bên đó. Quá chậm, cái nữa đi cho sạch ba cái dầu gặn quá. Khoan khoan chưa? Ôi, con nó sạch dầu chưa để vô nó này. Dầu mòn đen thui dữ lắm. Rồi đây nữa rồi. Cái nữa đi, thằng này còn đen quá. Thôi, được. 17. Rồi 17 xích là hết. 17 đâu, chú cháu mới dặn đâu. 17 nó mới cầm mà tôi hết nhớ luôn. Mấy bên chú này nè. Chìa khóa hay là chìa khóa 7 nè. Rồi xích lại. Chìa 7 cái dặn 18 nhắm vừa. Nhớ về dịnh tay ga lên là phải giữ ga đàng hoàng nha. Máy 2 bót dữ lắm đó. Dặn được không sao? Dặn không? Dặn ga lên. Trời ơi này mạnh quá ta. Rồi xuống ra lại.
Vậy là cái co này nè, nó bị nứt cái chân ngay chân chỗ cái dầu chả này nè, nó giờ nó xì, đừng có xiết ốc này nữa. Xiết họ nó bứt ốc đó đó. Rút cái bát ra đi hàng lại chứ làm sao, hàng thao lại. Đó xì coi dầu chả đó. Thử cái đó cho nó cháy nghiêm cái. Để cho khi mà chạy gudai là phải gỡ cái này ra. Cho nó đừng có đen nhớt, tại lúc đầu á anh chạy là cái hơi thừa nó dư á. Rồi còn nếu mà nó ra nó không ra khói thì thôi, nếu ra khói nhiều là một bữa đầu là phải gỡ cái căn chỗ cái lỗ thông hơi cho nó ra khói cho nó đừng đặc nhất. Tại nhớ đổ nhất tốt mà. Hả? Gỡ mở luôn, gỡ này ra luôn. Ờ nhưng mưa nhớ đậy lại nha. Gỡ chùm bô đi. Hả? Để mà nó gỡ chùm bô ra luôn á. Không có, chùm bô rồi sẽ giữ. nãy tôi ấy tôi thà nhiều khi nó giật tóc hay gì rằng tôi tắt. Gắp vô mà nó tắt không được á. Tại vẫn làm thấy ghê quá à. Dễ gì. Giờ gắp lại đi. Phải đề phòng chứ khi nó làm cái gì mình không biết đường đẩy á. Đợi không? Khoan chưa để gắn đàng hoàng hả? Để nó hút vô mất công. Nãy cái máy này chạy là nhờ anh Năm nè, anh Năm mà nãy anh nói là êm thành ra nó hên nó chạy được luôn. Hết chị Năm. Ha. Nó vô thì cũng mừng tại vì nó mình sợ nhất là cái máy này nó bị đổ hơi anh sao? Đổ hơi chăng cho cái vụ nãy cái máy hai nãy nói anh đó. Rồi. Mà vô vậy thấy cái hơi kính nhà bộ bạc nó ngon. Rồi. Xuống ra. Giờ anh rút này ra, rút này ra đi. Rút này nè, khỏi rút, rút này đi. Này cũng được nó mà nó gãy không? Rút này đi. Rồi. Rồi mẹ gì? Rồi bít cái đó luôn. Đó. Đó. Rồi, lấy cái đó cái kia gắn vô. Đó, để không nó la nhỏ nó xiết một hồi. Khổ nữa. Rồi, kệ cầm vô đến sáu, cầm vô đi, cầm cái khoan sao. Buông đi nó chảy. Có nhiêu dầu đâu, ba cái dầu cặn đó mà. Đó. Sao bấm vô đó đi, chạy hết đêm nay cũng được, không sao chứ.
đó rồi chạy lại coi. Khoan, nãy giờ thấy cái máy chạy mà chưa biết đề bằng cách nào, cho coi cái coi gì đó hả? Này các bạn quay đề gì nghe các bạn. Thấy sao, kéo được chưa? Được ha. Chị vừa thấy nghe bộ. Chạy gì vừa thôi nha. Nếu như mà cái máy đời so dưới lúc mà mình chưa sửa đó ha, anh để mức ga gì nó sẽ chạy nhanh hơn, tại nó có lực hơn. Nó không thì nó chạy bây giờ anh vô là nó cùng một mức ga nó sẽ nhanh tua hơn, tại vì vô anh thấy chạy ga lớn hơn. Gì vậy? Chị chơi cân cấp đệ 12 kéo có đủ tua rồi mà chạy. Rồi con đã cốc đề này nó đề 24 rồi nó mới đủ tua nó quen rồi. Sao nói đề ấy nó không có đủ tua. Cái gì? Cái bình này mới hay cũ? Mới không ha. Ba cái bình gì ngày này đâu có xong bét xong bọng đâu có hệ thống gle gì đâu. Bình này. Nó trong dầu rồi. Chạy Gura đi rồi xa sáng gỡ ra chỉnh lại như mấy cái kia. Chịu chạy Gura đi rồi gỡ ra chỉnh không có gì hết. Mà Nam hiện giờ nó đang bị sẹt một cây chứ không phải là bị hụp. Sẹt một cây cò đó. Tại cái bờ hổng gà nó chạy không độ mình không nghe gõ tiếng. Bữa nay nó từ máy giờ nay nó tiếng máy nó gõ gàng hơn. Chạy Gura xong đi gỡ ra chỉnh lại. Thôi để nó gắn bình dầu rồi chạy. Giờ nó không chạy được nữa. Giờ phải dán mắt nước rồi lại đàng hoàng. À anh Sáu. Gì nè, cạo hết trơn sạch cái này ha. Cái lấy cái tàn thuốc á, cái đầu lọc á, anh sắp vô hết trơn gì cái anh chế keo vô cho nó dính liền cái con này nha, đừng điểm nó không là nó bị xúc. Anh đâu dày chừng chục cái gì đó, anh vô đi là chạy hết mùa là đóng lại luôn. Nó nằm ở đây nè. Ừ thì trong đó đó, mà cái mắt nó nhỏ mà mắt nó nhỏ nhưng phải xả nước ra.
Rồi thôi giờ mình cút cho Phúc ơi. Cái cò là chính sao tự. Thì cái cò thì cái đừng có lo gì hết, cho cái cò kia xuống chỉnh cái cò này. Đơn giản vậy thôi. Chỉnh cây một hả? Ừ. Mới đợi chút xíu. Ừ. Nhưng mà thấy tiếng máy gì thì sao, cảm giác làm sao? Được mà nó hay kêu quá đó thôi. Mà chỉnh lại nó, tiếng kia nó gốc mà sợ nó không gốc, nó bẹt bẹt. Thế này kìa, cười cười chắc cũng ngon hơn cũ rồi ha. Này mất áo này nữa hả trời. Rồi. Trời dễ ở công ư. Rồi, giờ thì thu dọn chiến trường. Cái quần thì hả? Kiệm nó không phải, kiệm nó nãy tính lấy, nó đâm vô giò tính lấy, nhưng mà thôi chả không sao đi. Đó đủ không còn... Kìa cái chim mổ quả kìa. Chim mổ quả nè. Có lượng 14 cái ác ra, bỏ thùng. Ừ, phải bỏ thùng đó. Nãy là cái ác đó là có giấy phép đàng hoàng. Có dẫn ký rồi, hay chứ sao? Cái bất đồng, lấy cho lấy cỡ mình chưa có. Có làm gì? Bỏ thùng lưng nữa. Ừ, phải bỏ đi để dành thằng nào dẫn ấy thì lấy. Đắp vô. Đó. Rồi cút quân. Cái máy này. Đánh cuốc về tới nhà luôn nha. Rồi lên được. Tắt đèn lên luôn. Giờ hay là 6 giờ, cái này chắc khoảng 6 giờ quá. Trời ơi.